Good morning, church. Welcome. Would you rise to your feet as we begin with the time of praise and worship? Let's open up in prayer. Father, we thank you, Lord, for bringing us here so that we can worship you with all of our hearts. We ask, God, that you would be here, Lord, that we would be in your presence, Father. We worship you in this place. In Jesus' name, amen.
thank you, Lord, for all this is in your name that we pray. Amen. Amen, church. You may have a seat. Good morning, church. We are just so blessed to have everyone here this morning as we gather to worship the Lord. Before we worship God through our giving and our offering, we'd like to mention and remind everyone of the Capital Campaign Project. Tôi muốn nhắc với quý hội thánh về cái vấn đề gây quỹ xây dựng. And this is something that Pastor Michael has shared before. Đây là điều mà tôi tới Chúa, mục sư Michael có chia sẻ. And this is a project to raise money so that we can maintain and improve on our church here. Đây là dự án để chúng ta xây dựng và kiến thiết lại hội thánh. And so we want to raise money to build a new fence. Chúng ta sẽ gây quỹ để xây những hàng rào. Build a new gate. Và những cái cửa ở ngoài kia. And also to build a new floor for the CLC. Và làm lại cái sàn nhà ở bên nơi mà chúng ta sinh hoạt, ăn uống. And there are many other things as well. Và nhiều thứ nữa. And we know that God has given this church for us so that we can reach other people. Chúa đã cho chúng ta cơ sở này để chúng ta có thể đem những người đến với hội thánh. And so we want to do a good job in taking care of it. Thì chúng ta cần phải làm tốt công việc của mình để chăm sóc cho cái cơ sở. And so in the front seat, you will find a red envelope. Các bạn sẽ nhìn thấy, tìm thấy những cái bao thơ màu đỏ ở phía trước cái hàng ghế phía trước mình. If you look at it, it says Capital Campaign. Và trên cái bao thơ đó có đề là Capital Campaign. And if you are writing a check, we just ask that you will write Capital Campaign on that check. Nếu quý vị dùng cái check để viết, thì cũng cần viết Capital Campaign. And if you're watching online, you can also give online as well. Cho những ai muốn dâng hiến trên mạng thì cũng có thể làm điều đó. On the VVC webpage, there's a button that says funds. Ở trên mạng nó là vbcweb.org thì cần để ý cái dấu để là fund. Just click on that and then you'll see a button that says Capital Campaign. Trên đó nó có cái nút nó để là campaign. And we're blessed to be in a church where everyone's so generous in their giving. Tôi rất là tạ ơn Chúa vì hội thánh có lòng rất là rộng rãi trong việc dâng hiến. And so praise God for that. Tôi ngợi khen Chúa vì điều này. And you don't have to give today. You can go home and pray about it and give another time. Các bạn hội thánh có thể về nhà cầu nguyện về con số mà Chúa đặt trong lòng để dâng hiến. And so right now, let's continue to worship God through our offering. Bây giờ chúng ta có thể cầu nguyện cho sự dâng hiến. And we certainly do worship an amazing God. Chúng ta sẽ thờ phượng Chúa một đấng quyền năng. Who loved us so much that he would send his one and only son. Chúng ta yêu Ngài là đấng là con một của Đức Chúa Trời. So that we can have a relationship with him. Rồi chúng ta có thể có cái liên hệ chặt chẽ với Ngài. And so if you have your offering envelope out right now, let's pray over it and give this time to the Lord. Nếu ai có tiền dâng để chuẩn bị sẵn thì hãy làm điều đó. Lord, we thank you this morning that we can come to worship you. Tạ ơn Chúa sáng hôm nay chúng con có thể đến thờ phượng Ngài. We love you so much. Chúng con yêu Ngài. Because you first loved us. Vì Ngài yêu chúng con trước. We lift up this offering. Chúng con dâng lên. We ask God that you will bless it. Xin Chúa Ngài ban phước trên tiền dâng. And we just pray God that you will help us to use it to tell other people about Jesus. Xin Chúa Ngài dùng điều mà chúng con dâng lên để nói với những người khác về tình yêu Ngài. And we ask God that you will bless everyone here and everyone who is giving online. Chúa xin Ngài ban phước trên những người dâng hiến ở tại cơ sở cũng như những người dâng ở trên mạng. For their faithfulness, Lord. Vì sự nhân từ Ngài. We love you. Chúng con yêu Ngài. In Jesus' name we pray. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. We have a few announcements that we want to go over before we invite Pastor Michael up. Trước khi mục sư Michael lên có lời chia sẻ giảng dạy thì chúng ta có vài thông cáo. So after service today, we invite everyone here to join us in the CLC for our fellowship lunch.
Tôi muốn khuyến khích tất cả và mời gọi tất cả mọi người khi xong buổi nhóm thì có thể qua bên kia ăn bữa thông công, ăn trưa. And join us next Sunday at 11 a.m. for Vietnamese service. Cũng khuyến khích mọi người tiếp tục trong đến với cái giờ thờ phượng 11 giờ tuần sau. Pastor Michael will again be sharing the message. Và mục sư Michael sẽ là người chia sẻ giảng dạy lời Chúa. And he's sharing the message because Pastor Khan and his ministry team, the ministry team, is over in Southeast Asia ministering. Ông cũng tiếp tục vì mục sư Khánh và những người đi truyền giáo trong nhóm truyền giáo cũng còn ở tại Đông Nam Á. And praise God, we have already heard great testimonies of what God is doing over there. Tạ ơn Chúa vì có nhiều điều phép lạ, dấu kỳ phép lạ Chúa đã làm ở tại đó. So let's continue to pray for them as they are over there ministering and doing the work of God. Mời gọi quý vị cũng tiếp tục cầu thay cho công việc ở tại đó khi mục sư Khánh và đội hình còn ở đó. And every Tuesday we come here at 8 o'clock to pray for our church. Tối thứ ba chúng ta cũng có buổi nhóm cầu nguyện ở tại đây. So we invite everyone to come because this Tuesday we'll continue to pray for the team that is in Southeast Asia. Tôi mời hội thánh đến để cầu nguyện cầu thay cho đội hình và những người đang phục vụ tại Mã Lai. Please mark on your calendar. Xin viết xuống ở trên cái lịch của mình. That Sunday, July 9th. Vào sáng chủ nhật ngày 9 tháng 7. We will have combined worship service at 11 a.m. Chúng ta sẽ có buổi nhóm chung gom lại vào 11 giờ. This will be a very special service because we'll be celebrating VBC's 34th anniversary. Đây là một buổi sáng thờ phượng đặc biệt, đó là một cái ngày chúng ta cũng nhớ đến hội thánh được thành lập trong 34 năm. So praise God for that. Tạ ơn Chúa. And later that evening at 6 p.m. Vào chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 7. We invite everyone who is serving on the VBC Dream Team. Hội thánh cũng mời những người có trong cái Dream Team là những người volunteer làm việc cho hội thánh. To our VBC Dream Team party. Đây là bữa tiệc được dành riêng cho những người phục vụ. This will be a time where we get to thank you all. Đây là lúc mà chúng tôi cũng nói lên lời cảm ơn. For serving here at VBC throughout the years. Cho những người đã trung thành ở trong sự phục vụ trong suốt một năm. We know that everyone here plays a very important role here at VBC. Tôi biết rằng có những cái công tác mà đã được đặt và đã được quý vị giúp đỡ. And so we just want to say thank you. Chúng tôi muốn nói lời cảm ơn. And so that's all the announcements for now. Đây là những cái thông cáo. And so at this time, let us welcome up Pastor Michael as he shares the Running with the Giants series. Bây giờ thì mục sư Michael sẽ chia sẻ. Amen. God bless you. Chúa ban phước. Good morning, VBC. Chào buổi sáng, hội thánh VBC. Good to see you all this morning. I'm back. Tốt để nhìn thấy hội thánh và rất là vui được trở lại. I'll be here this morning, of course, and then next week, like Minh shared, to share on the principle of first that the Lord has reminded us to give God first. Tôi chia sẻ với hội thánh ngày hôm nay cũng như là tuần tới về vấn đề mà đặt Chúa trước. Particularly next week, if you want to learn, we want to, next week, I want to talk about how God blesses us and what we have. Yeah, từng sắp tới, tôi sẽ chia sẻ thế nào Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta. And of course, we want to welcome those of you who have joined us online. May God bless you and may you receive from the Word as you normally do. Đương nhiên cũng hoan nghênh tất cả những ai đang gia nhập trong sự lắng nghe lời Chúa sáng hôm nay trên cái mạng. Of course, we want to also lift up Pastor Khan and the team over there. So let's go ahead and pray for our service. Đương nhiên chúng ta sẽ cầu nguyện cho mục sư Khánh. Bây giờ xin cầu nguyện. Lord, we thank you, God, that we can worship this morning. Cảm ơn Chúa chúng con có thể đến và thờ phượng Ngài. Lord, we lift up our pastor, his wife, as well as our team over there. May you watch over them and bless them. Chúng con dâng lên Chúa, tỏ tới Chúa và những người ở trong phái đoàn truyền giáo. Lord, maybe you use them, God, for great things. Xin Chúa ngài dùng họ trong những công việc lớn lao. For your glory. Vì sự vinh hiển ngài. We also ask, Lord, that you would teach us through your words here this morning. Chúa xin ngài dạy dỗ chúng con trong lời ngài. Lord, as we lift you up today. Để chúng con dâng lên Chúa sự vinh hiển. Teach us. Dạy chúng con. And use me, God. Và dùng và người dịch. Cảm ơn Chúa. In Jesus' name we pray. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen.
This morning I conclude the series Running with the Giants. Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc loạt bài những người cùng chạy với những người vĩ đại. This has been a series that we used from Pastor Chris Hodges out of Alabama. Đây là loạt bài mà chúng ta cùng học với mục sư Chris. If you don't know already, VBC is part of a network of churches where we share resources with one another. Cũng cho các bạn biết, hội thánh chúng ta cùng nối kết với những hội thánh bạn để cùng san sẻ những cái thông tin cũng như là những cái lời Chúa dạy dỗ. From time to time, where there's within this network where we find a series that is very practical for our church, we'll use it and customize it for our church here. Một trong những cái thông tin đó thì chúng tôi cũng thấy được đó là một cái loạt bài về những người vĩ đại này mà chúng tôi dùng nó để chia sẻ. And I think this has been a very good series for our church. Amen. Đây là loạt bài rất tốt cho hội thánh. I hope it has blessed you as much as it has blessed us to prepare it as well. Tôi cầu nguyện đây là cái điều sẽ giúp đỡ và trang bị cho hội thánh. And so to the premise of this series has been based on Hebrews chapter 11. I'm sorry, 12 verse 1. Câu gốc cho loạt bài này đó là Hebrews đoạn 12 câu 1. Therefore, we also, since we are surrounded by a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Hebrews đoạn 12 câu 1. Vậy nên, vì chúng ta có cả một đám mây nhân chứng rất lớn bao quanh, hãy vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình. For the last few weeks now, we have gathered and we start with the idea of what if one of these great heroes of the faith could step into our life and run a lap with us. Một trong những điều đáng chú ý đó là chúng ta gom lại và học về những người có những người hùng đức tin để họ cùng chạy với chúng ta trong cuộc đua trong cái bước lên trình này. What will we learn about this person? Chúng ta học điều gì về những con người này? Even more important, what will we learn about ourselves? Điều quan trọng hơn nữa, chúng ta thấy mình ra sao khi so sánh với những con người đó. Regardless of who it is, whether it's Joshua, Sarah, or Elisha, we stand taller because we stand on the shoulders of giants. Không cứng một cái người đặc biệt như thế nào, như chẳng hạn như Joshua hay là Caleb hay là những con người vĩ đại, thì chúng ta cần biết mình đang ở trên những cái vai của họ, những con người này. From these great men and women, we learn from them and we glean, we extract principles for our own life. Họ là những cái thí dụ và những cái bằng chứng mà mình có thể học từ nơi họ. And today we study, we want to learn from Jesus, the hero of all heroes. Chúng ta ngày hôm nay sẽ học về Chúa Giêsu yêu quý chúng ta là anh hùng vĩ đại đức tin của những người hùng. Verse 2 of our focal passage speaks about Jesus. Câu số 2 cũng nói đến. Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down on the right hand of the throne of God. Hebrews đoạn 12 câu 2, nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, về hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. The verse says that Jesus is the author and finisher of our faith. Điều này cho chúng ta thấy Chúa là cội rễ của đức tin của chúng ta. So not only does he begin our faith, but he helps us to finish the race that has started with us. Ngài không những chỉ ban cho chúng ta đức tin để khởi đầu, nhưng Ngài sẽ dắt chúng ta đi suốt đoạn đường cho tới cái trận cuối cùng. Now he's the one that we rely on to run this race that God has put us in. Ngài chính là cái năng lực và là cái nguồn mà chúng ta cần phải dựa lên để chúng ta bước đi theo. What is this race? Cái cuộc đua này là gì? This race is as we live, bringing God glory. Cái cuộc đua này đó là chúng ta sống và qua đời sống chúng ta mang sự vinh hiển cho Chúa. It is to love God and to be loved by God. Đó là được Chúa yêu và yêu Chúa. It is to prepare for heaven. Đó là sự chuẩn bị cho cuộc đời của mình khi được đến với Chúa, trở về với Chúa. Jesus is the one who gave it all. Chúa Giêsu là đấng ban cho tất cả. Jesus is the one who ran the race faithfully and gave his life so that we can do the same. Jesus is the one who ran the race faithfully so that we can do the same. Chúa Giêsu là cái
con người vĩ đại đức tin mà chúng ta đang học đây là Đấng đã chạy cái cuộc đua đó và chúng ta cũng cần phải làm theo giống như Ngài. This morning we will examine the last 24 hours of Jesus' life before the crucifixion. Bài học sáng hôm nay cũng học lại để nhắc nhớ cái 24 tiếng đồng hồ trong cái ngày mà Chúa Ngài chịu những cái đau khổ đó. And we will learn how to deal with the challenges of life. Chúng ta sẽ học theo cái cách của Ngài để đối diện và đáp ứng với những cái khó khăn mà chúng ta đối diện. For when you feel like giving up, keep your eyes on Jesus. Khi bạn có cảm nhận như mình không còn muốn đi nữa hay là tiếp tục hay là bỏ cuộc đó, thì hãy hướng mắt mình về Chúa Giêsu. Your eyes direct your path. Cái con mắt của mình thì dẫn mình đi trên cái con đường. Where you look is going to be where you will be headed. Điều mà chúng ta hướng đến đó là cái lối mà chúng ta sẽ đi. In baseball, they say that when you throw a ball, you need to make sure you keep your eye on the spot that you want to throw it in order for you to deliver the ball exactly where it goes. Cũng vậy, khi chúng ta chơi banh mà ném cái trái banh thì con mắt của mình hướng về cái tâm điểm và chúng ta quăng trái banh về hướng đó. Watch baseball sometimes you'll see people don't look one direction and throw the other. And khi họ chơi cái loại bóng baseball đó, quăng banh đó, thì họ không nhìn qua bên trái hay bên phải và ném theo cái hướng mình muốn, nhưng mà phải nhắm vào cái hướng mình muốn ném. Our eyes direct our path. Cái con mắt của mình nó sẽ định cái hướng đi. Years ago I had a chance to go with a friend to help him cut a path in his 40-acre property. Nhiều năm trước tôi có giúp một người bạn có nhiều nó họ cái người này có nhiều đất đai và chúng tôi đến để giúp để cài và làm một cái con đường đi vào trong đất đó. This was a 40-acre property, so it was, but it it had never had anyone live on it, so it was very dense and it was very hard to get into. Đây là một cái khu rậm rạp khoảng chừng 48 mẫu và nó rất là rậm rạp và không ai sống nơi đó. If you've ever been in the woods, it's not open, it's very dense and you can only see about 2 feet in front of you. Giả thử các bạn bước vào khu rừng rậm rạp như vậy thì cái khoảng cách có thể thấy được đó là khoảng chừng một vài bước ở trước mặt mình. We were pretty excited when while we were driving to get to this acreage. Rất là thích thú khi chúng tôi bắt đầu lái xe đến đó. As we were driving in, we see that each property marker there was a light, there was an electricity pole, a wooden electricity pole at the front of each property. Khi tôi đi đến đó thì có những cái cột đèn cho mỗi một cái cho mỗi cái cái đất đó, cho cái khu vực đất mà mình có đó. Now we were gonna work on the land and we were gonna cut through so that we can have a path so that we can hunt from there. Chúng tôi phải làm việc và tạo một cái lối đi bằng cách phải dọn rừng và làm cho một cái lối đi. While driving in, we noticed that every pole had these marks on them, about 6 to 7 feet at 6 to 7 feet up on the pole. Những cái cột đèn to như vậy đó thì khi chúng tôi đi ngang qua mỗi một cái cột đèn vậy thì chúng tôi thấy có những cái dấu của những cái móng của con gấu nó cào ở trên đó. And it turns out they were active bear marks. These are black bears. I think they grow up to about 600 pounds and so they this shows that they were active on these properties. Đây là những con gấu có cái sức nặng khoảng chừng 600 pound và chúng nó là đang lẩn quẩn ở trong những cái khu như vậy. Now, of course, we knew there were bears, but when we started working, there was a realization that we can get hurt pretty easily here. Khi làm việc thì chúng tôi cũng cảm nhận có những cái nguy hiểm và bị những con gấu này nó tấn công. It would be two guys cutting and one would hold a shotgun just in case something happened. Điều chúng tôi làm đó là hai người thì lo dọn rừng và làm việc để tạo cái con đường, người kia thì cầm cái súng. When you are in the woods, one of the things about the woods is it's so high up there that you cannot see what direction you're heading. Khi đi vào khu rừng rậm rạp như vậy thì chúng ta không thể nào thấy vì cây đã che vượt cái tầm mắt của mình và không it's thấy. Very easy to lose track of where you are in a 40-acre lot. Như vậy thì cũng có thể dễ bị lạc vì nơi đó quá rậm rạp. The only one good thing for us was that our car was parked right next to a very very tall long leaf pine tree. Để tránh cái vấn đề lạc hướng thì chúng tôi đã đậu chiếc xe tải của chúng tôi ở gần một cái cây thông rất là to và cao. And so when we were deep in the woods, we would get lost, we wouldn't know where we were, we would look for that pine tree and we knew that's where that was the way home, that was the way to get to safety. Lý do là để khi chúng tôi lạc thì chúng tôi có thể hướng về cái cây thông cao và to đó để trong mọi hướng đi thì chúng tôi có thể dùng nó để làm cái điểm tâm. I know you're not supposed to run when a bear chases you, but I was just thinking that's where I'm heading if I get chased.
Người ta thường cho biết rằng khi mà gặp gấu thì đừng nên chạy, nhưng mà tôi thì để ý đến một điều đó là nếu mà tôi gặp gấu thì tôi sẽ hướng về cái cây đó và chạy về chiếc xe truck. Because there, that tree is where safety is for me. Vì cái đó là nó một cái cây đó sẽ tạo sự an toàn, an ninh cho tôi để tôi có thể chạy về cái chiếc xe đó. And this is a reminder for us in the same ways. We need to look to Jesus because sometimes in life we easily get lost and we need to look to the one who can direct us. Tôi cũng liên hệ điều này với hội thánh đó là Chúa Giêsu của chúng ta giống như cái cây thông to đó, chúng ta cần phải hướng mắt mình về Chúa Giêsu. Just like that pine tree, it did not matter if there was a path or not. All I knew is that if I needed to go to my car to be safe or to get something, I just go straight from where I was to that tree. Trong cái hoàn cảnh đó, tôi không biết là có lối đi hay không, nhưng cây thông đó nó sẽ là cái điểm để tôi hướng về và chạy về. Where you place your eyes, where you focus, is where you will walk. Mắt mình hướng về hướng nào, đó là cái chỗ mà mình sẽ đi đến. In the same way, where how you lead your life, who to whom you look to, is the path in which you will walk. Cũng vậy, ai là cái cội nguồn và đấng mà chúng ta đặt niềm tin thì chúng ta cũng phải đặt hướng mắt mình về Ngài. Your focus affects your actions and what you will do. Điều chúng ta chú tâm, điều mà chúng ta để ý và quan tâm đến nhất, đó là cái điều mà chúng ta sẽ làm. When it is focused on Jesus, you take the narrow path that Jesus has for us. Nếu chúng ta hướng về Chúa Giêsu thì cái con đường hẹp mà Chúa hứa đó cho những người theo Ngài thì chúng ta cũng phải bước theo. Or whether it is the world or whatever you choose, then you take the path in which you want to go. Hoặc là những điều mà lòng chúng ta ước ao về những điều của thế gian thì chúng ta cũng chọn và đi theo hướng đó. But Jesus wants us to, when we feel like we want to give up, he wants us to keep our eyes on him. Nhưng Chúa Giêsu muốn chúng ta biết rằng đừng có bỏ cuộc, hướng mắt về bước đi theo Ngài. For when you are in a situation where discouragement sets in or something just keeps happening wrong and you can't quite shake it. Nếu trong hoàn cảnh mà chúng ta gặp những khó khăn và như là muốn bỏ cuộc. Or when your courage gets rocked or you want to give up. Và cảm thấy như mình không có còn cái sự khích lệ và muốn bỏ cuộc. Don't give up. Keep your eyes on Jesus. Nhưng đừng bỏ cuộc. Hãy hướng mắt mình về Chúa Giêsu. In the last 24 hours before his crucifixion, Jesus had a bad day. Cái ngày mà Chúa Giêsu bị người ta trước khi Ngài bị treo trên thập tự giá thì đó là một cái ngày tệ hại nhất. I think it was probably the worst day of a human being's life. Đó là một cái ngày tệ hại nhất của một con người. He was betrayed. Ngài bị phản bội. He was sold for 30 pieces of silver. Bị bán cho 30 miếng bạc. He was deserted by his loved ones. Những người thân thì bỏ chạy. He was falsely accused. Bị họ lên án một cách vô cớ. He was put on trial during an illegal and it was illegal. Ngài phải ra trước một cái tòa không có một cái luật lệ gì hết. He was made fun of and beaten. Ngài bị những người làm nhục. And then he was crucified. Rồi bị hành hình. Now here's the thing. Before he was crucified, he was found innocent. Trước khi Ngài bị hành hình thì Ngài không có mắc tội gì hết. Pilate said, I find nothing wrong. Quan án là ông Philát có nói rằng tôi chẳng tìm thấy điều chi sai lầm nơi người. But what can be a worse injustice than knowing that you are innocent but you're being punished because everyone in the crowd wanted you dead? Không có gì tệ hại hơn là khi mình tìm thấy một đám đông họ xử mình như một người tội nhân mặc dù không mắc tội. That's why Jesus tells us, don't choose the crowd, choose the narrow road. Bởi vậy Chúa Giêsu nhắc với chúng ta rằng đừng chọn con đường rộng nhưng hãy chọn con đường hẹp. Sometimes the crowd, although they may exalt you, they may get you excited, but the crowd is also the ones that change their mind on you as well. Đám đông có thể tân bốc và cho chúng ta những cái điều hào phóng ngay cái tạm thời, nhưng cũng là một cái điều nó sẽ đám đông đó cũng sẽ là những người tấn công chúng ta. Jesus had a bad day but remained focused on his purpose to do the will of God the Father. Chúa Giêsu đã hướng mắt mình về về ý của Cha trên trời. Today we're going to learn about on 7 things that Jesus did when things got tough for him. Chúng ta sẽ học 7 điều mà chúng ta cần
theo noi theo Chúa Giêsu. So why should we keep our eyes on Jesus? Tại sao chúng ta phải hướng mắt mình về Chúa Giêsu? Well, first, Jesus did everything his father asked of him. Chúa Giêsu làm mọi điều mà cha căn dặn cần làm. John 5:30 says. Go ahead. Giăng đoạn 5 câu 30. I can of myself do nothing as I hear, I judge, and my judgment is righteous because I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. Ta không thể tự mình làm việc gì. Ta xét xử chính xác theo điều ta nghe và sự xét xử của ta thật công minh vì ta không tìm kiếm ý mình nhưng theo ý đấng đã sai ta. You see here, Jesus' obedience in all circumstances is our standard. Các bạn thấy không? Sự vâng phục của Chúa Giêsu đó là cái thước đo mà chúng ta cần đi theo. And that's why we need to keep our eyes on him. Vì vậy chúng ta cần hướng mắt mình that's về why Chúa. We need to look to him. Đó là lý do chúng ta cần hướng về Ngài. We need to remember that Jesus died and he did everything his father asked of him. Chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu đã chết theo ý cha. Number two, B, he was honest during difficult moments but remained true to his purpose. Ngài luôn luôn thật với những gì mà Chúa Giêsu là ai trong cái lúc mà ngài đối diện với hoàn cảnh khó. Mark chapter 14:36 and he said, "Abba Father, all things are possible for you. Take this cup away from me. Nevertheless, not what I will, but what you will." Mark đoạn 14 câu 36, Ngài thưa Chúa Abba, Cha, mọi sự Cha có thể làm được, xin cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý Cha. The Bible tells us that Jesus was 100% man and 100% God. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Ngài 100% là Đức Chúa Trời và là 100% con người. So although he had the power of God, he also had everything that we dealt with. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài có tất cả quyền hạn, nhưng Ngài cũng là con người và cảm nhận tất cả những gì con người có. And he was very honest with his emotions. Ngài rất là thật thà khi đối diện với những cảm xúc của chính mình. We see in Mark 15, Jesus is in the Garden of Gethsemane praying to the Father saying, "If there is another way besides this way I'm about to take, please, I would like to choose path B, please." Điều mà chúng ta thấy khi Ngài ở trong vườn Gethsemane cầu nguyện, điều mà Chúa cũng nói rằng nếu có thể được, thì xin cho con làm điều này, nhưng mà đây là kế hoạch thứ nhì. I think this is so encouraging for all of us. Tôi thấy điều này cũng là một cái sự yên ủi tôi. This should be encouraging to us because we know that Jesus even asked for an easy way. Bởi vì tôi thấy đây là cũng là một cái điều chứng minh rằng chính Chúa Giêsu làm điều đó và chúng ta cũng có thể tự hỏi mình về điều này. Jesus said, "Okay, path A means I will be deserted, abandoned, killed on the cross." Vì cái ý đầu tiên mà Chúa Giêsu phải chịu đó là phải bị phản bội, bị người ta xử thập hình. But Jesus said, "Okay, if there's another way that's a little easier, I'd like to ask for B, please." Nhưng mà Chúa Giêsu đã thật thà nói rằng nếu cái điều mà dễ dàng hơn thì con sẽ chọn điều đó, đó là cái plan B. But what is important here is not that he shared that emotion only, but that he, at the end he said, "But not my will, but your will." Điều quan trọng ở đây đó là Ngài đã nói ra những cái điều cảm xúc của mình, nhưng mà Ngài sẵn sàng làm theo cái ý cha. What we need to do as believers sometimes is we shouldn't be so harsh on ourselves because sometimes we think that we're supposed to have faith 100%. Là những kẻ tin thì chúng ta phải cần thành thật. Chúng ta không cần phải kể mình như là 100% là người đầy dẫy đức tin. Sometimes whatever you're facing and the trial that you're going through, it's tough. Có những cái khó khăn, có những cái thử thách, đó là những điều khó. Maybe you're waiting for God for something and it's been years. Có thể các bạn đang chờ Chúa làm một điều gì đó. And it's tough. Đã nhiều năm rồi và điều này khó. And it's okay to say, "God, if there's another way than doing this, please give it to me." Nhưng mà mình cũng có thể tự nhủ và thật thà với chính mình, nếu có cách nào khác hơn. But in there you also need to say, "But God, not my will, but your will be done." Nhưng điều quan trọng đó là không phải theo ý của con, nhưng ý của cha. Jesus shared his thoughts, but he also said, "But God, Father, I want to do what you want to do." Chúa Giêsu cũng nói lên cái ý niệm và cái điều mà Chúa muốn làm, nhưng mà điều quan trọng đó là Ngài muốn làm theo ý cha. Jesus was honest during these difficult moments.
Jesus was honest during these difficult moments. Chúa Giêsu đã thật thà với cái giai đoạn mà Ngài đang đối diện. And see, Jesus was real with his emotion, but always framed his life according to the Father's plans. Chúa Giêsu, Ngài thật với những cái gì mà Ngài có cảm nhận, nhưng mà Chúa Ngài sẵn sàng đi theo ý Cha. In Mark 15:34 says, "And at the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, 'My God, why have you forsaken me?'" Mark đoạn 15 câu 34. Vào lúc 3 giờ chiều, Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: "Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?" This is a very important verse for us to catch here. Đây là câu gốc rất là quan trọng. There are several things very important that takes place here. Vài điều quan trọng đã xảy ra tại đây. At this very moment when Jesus says, my God, why have you forsaken me?" It's not just telling us that he's about to die. Cái lúc mà Chúa Giêsu nói, Chúa ơi, tại sao Ngài ruồng bỏ tôi? Không phải đây là cái lúc mà Chúa đến cái chỗ chết. Growing up in the church, sometimes I thought that Jesus was so perfect that he never expressed doubt or fear or any human emotion. Khi tôi mới tin Chúa và trưởng thành ở trong Chúa thì tôi không nghĩ Chúa Giêsu có những cái lời nói trong cái cảm xúc riêng của mình như vậy. But these are very raw emotions he shared here. Đây là những cái điều mà tôi thấy Chúa đã bày tỏ cái cảm xúc của mình rất là cởi mở. But there's something here that you need to catch. Nhưng mà ở đây có một vài điều tôi muốn các bạn để ý. Jesus says, my God, why have you forsaken me?" He's saying, "Father, why are you no longer near me?" Cái điều mà Chúa Giêsu nói ở tại đây là Chúa, tại sao Ngài không ở gần con? Đó là ý The Bible tells us that at this very moment, Jesus takes on the role, he takes on the wrath of humanity, and he takes on God's wrath for our sins. Ngay cái thời điểm đó, tất cả cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đã chất ở trên Chúa Giêsu ngay lúc này, vì cớ Ngài đã mang lấy những cái tội lỗi của chúng ta. Now step back very fast here. What separates us from God? Hãy trở lại một chút. Tại sao chúng ta bị tách rời khỏi Đức Chúa Trời? Sin, right? Đó là tội lỗi, phải không? So sin separates us from God. Tội lỗi đã ngăn cách chúng ta với Chúa. At this very moment, Jesus took on the sins of the world. Ngay cái lúc mà Chúa Ngài chết trên thập hình thì Ngài đã mang hết những tội lỗi của chúng ta trên Ngài. At that very moment, the first time in history, the Father disconnects himself and turns his back on the Son. Ngay lúc đó, ngay cái lúc mà Chúa Giêsu mang lấy những cái tội lỗi và thập hình ở trên Ngài, thì đó là cái lúc mà lần đầu tiên Ngài bị Chúa Cha xoay mặt khỏi Chúa Giêsu. Because the Father cannot be in the presence of sin. Vì Đức Chúa Cha không thể hiện diện ở trong tội lỗi. The Son, Jesus, the Son of God, took on our sins so that we can have a relationship with God the Father. Chúa Giêsu đã gánh thay những tội lỗi chúng ta để hầu chúng ta được phục hồi mối liên hệ với Ngài. So when we say Jesus sacrificed, this is a true sacrifice. Khi chúng ta nói về sự hy sinh của Chúa Giêsu, đây là sự hy sinh thật. If you think about it, anything that any of us could do for Jesus is not a sacrifice compared to the sacrifice that he gave on our behalf. Những gì mà mọi kẻ tin có thể làm cho Chúa Giêsu, đó không thực sự là sự hy sinh đâu. Jesus shared his emotions and said, "God, why have you, Daddy, why have you forsaken me? Why did you leave me?" Điều mà Chúa Giêsu đang nói tại đây, tại sao Ngài ruồng bỏ con? There are raw emotions that he shared. Đây là một cái điều mà Ngài muốn bày tỏ cái cảm xúc của Ngài. I think as believers, it's okay for us once in a while to share a raw emotion with God. Điều tôi muốn nói đây, những cái gì mà các bạn có thể bày tỏ cái cảm xúc của mình thì không sao, nó ổn. Our relationship with God should be to where we should be able to say, "God, I'm frustrated." Chúng ta có thể bày tỏ những cái cảm xúc của mình. Con đang gặp khó khăn. I'm confused. Con lộn xộn. I thought you told me to do this, but I don't know why you're not doing it. Con nghĩ rằng Chúa Cha đã kêu con làm điều này nhưng mà có lẽ như là không được gì hết. Sometimes it's okay to share those emotions with God and to be honest with him. Đôi lúc những cái lúc mà chúng ta gặp những khó khăn, chúng ta cũng nên bày tỏ cảm xúc của mình. Even with one another, it's okay for us to share these things. Điều này ổn khi chúng ta chia sẻ, san sẻ những cái cảm xúc của mình. Now, of course, when we see each other, that shouldn't be the first thing we say, right? Of course, when we see each other, we shouldn't just
always just lead with sharing our problems all the time. Yeah, đương nhiên là khi chúng ta gặp nhau thì chúng ta không có nói những cái khó khăn của mình cho người mà mình tiếp xúc. But we should be safe among believers, particularly with our leaders, to say, you know what, this is a difficult time. I need help. I need prayer. Nhưng mà chúng ta nên làm điều đó. Chẳng hạn như mình gặp những người lãnh đạo thì chúng mình nói, mình cần thật thà và nói rằng tôi cần sự giúp đỡ. I know in Vietnamese culture sometimes we're not supposed to be emotional, but you know what? The Bible tells us that we can. Trong văn hóa của người Việt mình thì chúng ta giấu kín những điều đó, nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta biết chúng ta có thể làm được điều này. On the worst day of his life, you think Jesus would use an excuse, but no, he didn't. He followed through and he laid his life down on the cross. Dường như là cái câu này có lẽ đem chúng ta đến cái chỗ là Ngài muốn tự bảo vệ cái mạng sống của mình, nhưng mà không phải. Ngài đã đặt cái cuộc đời của mình, cái mạng sống của mình để cứu nhân loại. So because of this, he set the example for us and he went through it so that we can believe that we can look to him because he was faithful to follow through and he can help us too. Ngài đã đi trước chúng ta, Ngài đã làm thí dụ cuộc đời của Ngài chúng ta để chúng ta đi theo và làm theo tất cả những gì mà Chúa Ngài muốn chúng ta làm. So when you want to give up, chúng ta không nên bỏ cuộc. Turn to Jesus. Hãy hướng mắt mình về Chúa Giêsu. Turn your eyes to Jesus. Hướng mắt mình về Chúa Giêsu. So how did Jesus do this? How did Jesus follow through on the toughest day of his life? Bây giờ chúng ta đến một cái chỗ đó là hãy nhìn xem cách nào Chúa xử lý. Number one, he forgave everyone and for us, let's make an instruction, okay? So we need to forgive everyone who's trying to ruin your life. Điều đầu tiên đó là Ngài tha thứ cho những người cố gắng hủy hoại cuộc sống mình. And we need to forgive everyone who's trying to ruin our life. Mỗi người trong chúng ta cần tha thứ những người hủy hoại cuộc sống của mình. Whether it may be true or not, sometimes we feel that there are people that seem like they just are out to get us. Hoặc là giả thử hay là thật, chúng ta có cảm giác như là người ta muốn phá hoại hay là đã tấn công mình. Luke 23:34 reads, Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Luca đoạn 23 câu 34, xong Đức Chúa Giêsu cầu rằng, lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. See, this is the command to forgive. Đây là mạng lệnh cần tha thứ. When we harbor unforgiveness, it's like weights, like rocks on our heart. Khi không tha thứ thì giống như chúng ta đặt những cái hòn đá trong lòng mình. And it's just wearing us down. Nó sẽ làm chúng ta mệt mỏi. It's like imagine carrying a backpack with just hundreds and hundreds of pounds of weight. Chúng ta mang lấy một cái gánh nặng cả trăm pound ở trên thân thể mình. And just walking around. Rồi bước đi. And the very first thing Jesus did here was he forgave the people. Điều đầu tiên Chúa Giêsu làm đó là Ngài tha thứ. I think the reason why he did that at first because he knew that the road that he was going on and the road that we would go on, before we go on this journey, we need to make sure that we're not carrying extra weight. Vì một trong những cái điều đó là để làm thành cái công việc của mình thì chúng ta cần phải trút đi cái gánh nặng. Because the trials that you will face, it's already tough. Những cái thử thách rất là khó. So you don't need extra weight. Trong cái thử thách đó chúng ta không cần mang lấy những cái gánh nặng đó nữa. And that's why Jesus said, come and take my yoke. Đó là lý do tại sao Chúa nói với chúng ta rằng hãy mang lấy ách của ta. Jesus wants us to exchange that bag of rocks for his yoke. Chúa muốn chúng ta thay đổi, đổi lấy, đánh đổi cái những cái gánh nặng, những cái hòn đá mà chúng ta mang với cái ách mà Chúa Ngài muốn đặt trên chúng ta. Perhaps whatever you're facing right now, maybe you have some bags of rocks of unforgiveness that you need to let go. Nếu giữa dòng chúng ta có ai có những cái gánh nặng, có những cái túi đầy những cái đá của những khó khăn đó, thì hãy làm một điều. You don't need to wait for a conviction. You just need to know in your mind that you need to forgive. Chúng ta không cần để Chúa cáo trách, nhưng mà chúng ta cần sự tha thứ. Forgiving this person does not negate that it hurt you or it does not make what they did any less. Sự tha thứ này không có nghĩa rằng chúng ta kể nó là không phải là cái sai lầm hay là những cái điều họ làm là không đúng là ok. It is releasing it to God so that God can take vengeance on your behalf, so that God can address the problem for you. Nhưng là những cái sai lầm đó
thì mình tha thứ, nhưng những cái sự sai lầm mà họ làm đó hãy để lại cho Chúa và chính Ngài sẽ xử lý. I think maybe sometimes the injustices that we face, the reason why God cannot intervene is because we're still holding it. Đôi lúc mà chúng ta gặp những cái khó khăn đó là dường như Chúa không có hành động trong cái điều mà mình muốn, bởi vì mình đã không để cho Chúa làm điều đó. We're holding the bag and we're saying, God, this person did this to me, this person did that to me, but we don't want to give it to God. Cái điều mà một số điều mà thường làm đó là chúng ta ôm ấp những cái sai lầm của người khác và không để cho Chúa xử lý. We need to give those unforgiveness. You say, you know what? I forgive this person in the name of Jesus. And you practice forgiving. Or you have to practice forgiving because you know what? You don't forgive and forget. You got to practice forgiving. Điều chúng ta cần làm đó là chúng ta phải để cho Chúa, và phần của mình đó là tiếp tục mỗi ngày làm theo cái điều đó là tha thứ, tha thứ, tha thứ và tha thứ. At first maybe it takes you several days to go, you know what? In the name of Jesus, I forgive. In the name of Jesus, I forgive. Có thể là chúng ta cần phải nói là trong danh Chúa Giêsu tôi tha thứ, trong danh Chúa Giêsu tha thứ. But because you made that decision, you have a discipline. Your character is stronger. So when it's brought up again, you can just forgive. Thì khi chúng ta làm như vậy tạo một cái sự kỷ luật trong đời sống mình, những gì nó xảy ra không tốt, không đẹp thì chúng ta nói rằng mình tha thứ, tôi tha thứ, tôi tha thứ. The problem if you try to forgive and forget. Cái nan đề của cái suy nghĩ là tha thứ và quên đi. You can't forgive and forget. Chúng ta không thể làm điều đó. We're not God. Chúng ta không phải là Đức Chúa Trời. Because think about this, you're going to try to forget. Suy nghĩ về điều này, chúng ta có thể cố gắng tha thứ. You drive to work one day. Rồi lái xe đi làm một ngày kia. And that memory comes back. Rồi cái những cái sự gợi nhớ trở lại. You're still angry. Rồi chúng ta lại tiếp tục You're still giận. Mad. Nổi giận. But because you haven't been working on it and giving it to God, it consumes you. Và những điều mà chúng ta làm đó là dâng hết cho Chúa và chúng ta tiếp tục làm cái công việc của mình là tha thứ và những điều đó nó trở nên cái lối sống. So when you don't forgive, it consumes you and then it puts a burden on your life. Khi chúng ta không tha thứ thì những cái sự không tha thứ đó nó tiêu nuốt đời sống của chúng ta và quỷ dọa. So we forgive and we let go. Điều chúng ta cần làm đó là tha thứ và để cho nó đi. When it comes back, we forgive and let go. Khi nó đến thì chúng ta là tha thứ và bỏ đi. The first time is hardest. Lần đầu tiên khó. But it'll get easier. Nhưng nó sẽ dễ dàng hơn. And then one day you're going to realize you don't even remember it. Rồi một ngày, rồi không lâu sau đó thì mình sẽ không nhớ những điều đó nữa. You don't remember the emotional sting anymore. It's not a big deal to you anymore. Và chúng ta sẽ không nhớ những cái đau đớn nó châm vào trong lòng mình nữa. Because you've forgiven. Vì chúng ta đã tha thứ. You've shown power. You have shown that you have power to forgive. Các bạn đã bày tỏ rằng mình có năng quyền từ nơi Chúa để tha thứ. But when we don't forgive, khi chúng ta không tha thứ, we're controlled by that person. Chúng ta bị cái người làm tổn thương cai trị cái lòng mình. We're controlled by that unforgiveness. Chúng ta bị cai trị bởi cái điều chúng ta không tha thứ. That unforgiveness drives us in how we talk to someone and how we treat that person. Rồi những sự cay đắng vì sự không tha thứ đó là động cơ để chúng ta bày tỏ những cái sự nổi giận và những cái cá tánh không tốt. So which one is the person of power, the one that forgives or the one that does not? Cái người nào có đầy năng quyền hơn, người không tha thứ hay là người tha thứ? Who has more power, the one that gives money or the one that asks for money? Người nào có năng quyền nhiều hơn là người cho ra hay là người xin? If I give money, I can give to anything and to anyone, right? Nếu tôi cho ra thì tôi có thể cho bất cứ ai và bất cứ điều chi tôi muốn cho. But if I ask, I'm at the mercy of whoever I ask. Nếu tôi xin thì tôi phải nhận lấy sự thương xót từ nơi người đó. The Bible tells us God already forgave us, so we need to forgive. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa tha thứ, chúng ta cần tha thứ. Matthew 6:15 tells us, but if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Matthew đoạn 6 câu 15. Song nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. So forgive everyone who's trying to ruin your life. Vì vậy cần tha thứ những ai muốn hủy hoại đời sống chúng ta. And let God answer for you. Hãy để Chúa là câu trả lời cho bạn. And let God justify you. Hãy để Chúa là đấng xưng giải quyết những điều của bạn. Don't feel that you need to justify yourself. Đừng tự điều chỉnh mình. Don't feel that you have to be the one that defends yourself all the time. Don't feel that you're the one that have to keep on explaining yourself to people. Đừng để mình trở nên cái con người lại tiếp tục giải thích điều này điều kia, tự điều chỉnh mình. Sometimes when you've done your best, you just have to say, you know what?
regardless of what I do, some people, they're just going to say things. Như là những cái lúc mà chúng ta đã cố gắng thì mọi điều mà chúng ta giải thích thì cũng không có kết quả gì. If someone don't like you, they're not going to like you. Nếu họ không thích thì cho dù bạn nói như thế nào cũng không có kết quả. You can give them a donut and they're going to say, why didn't you give me a dozen? Nếu bạn cho họ một cái bánh donut thì họ lại muốn 12 cái. Your car breaks down, you buy a car and they think you're showing off. Nếu họ bị hư xe, bạn muốn giúp đỡ họ một chiếc xe mới thì họ nói rằng bạn đang khoe khoang. You're so excited because your son passed fifth grade and they're thinking you're trying to compare them, your son with their son. Bạn có thể vui mừng vì con cái của mình học giỏi nhưng họ lại nghĩ rằng bạn đang khoe khoang và so sánh với you con. You don't have to justify yourself. Let God answer for you. Bạn không cần phải tự điều chỉnh mình. Chúa Ngài là đấng làm điều đó. God will justify us. Chúa sẽ làm điều đó. Number two, help others who are experiencing your same struggle. Bạn, những gì bạn kinh nghiệm dùng để giúp những người ở trong hoàn cảnh mà bạn đã đi qua. What a better way to find strength that you truly have than by helping others. Bạn có thể tìm thấy cái năng quyền khi bạn ở trong mình khi bạn giúp đỡ những người khác. When we experience when we struggle with something, sometimes we get tunnel vision and we only see our own problems. Khi chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta có vẻ như là mình là cái người duy nhất gặp những cái khó khăn đó. But God wants us to stop doing this and just look around and see how you can help others too. Nhưng trong hoàn cảnh thì chúng ta đừng tự nhìn vào chính mình nữa, nhưng hãy nhìn chung quanh xem mình có thể giúp được ai. And in Luke 23:39-43. Luke đoạn 23, câu 39, câu 43. Jesus, the story is Jesus tells a criminal, today you will be with me in paradise. Câu chuyện là tên cướp đóng đinh ở bên hữu ngài được về với Chúa thiên quốc. Think about it, Jesus is on the cross. Suy nghĩ về Chúa Giêsu ngài đang bị treo thân ở trên thập tự giá. The one criminal says, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Rồi cái người một tên cướp khác xin nói rằng là Chúa xin nhớ đến tôi khi ngài vào thiên quốc. I mean, think about it, Jesus was just beaten, he's been deserted. I mean, he could just say, you know what? Look, friend. I had a bad day. Nhưng mà có thể lắm là nếu mà Chúa có phản ứng là không được, tôi đang cũng gặp những khó khăn. I mean, Jesus had a right to say, look, you're a crook. At least you deserve it. I didn't do anything wrong. Có thể lắm Chúa Giêsu có phản ứng rằng ngươi cũng là một cái tên xứng đáng với tội lỗi của mình. But không, ta chẳng làm điều chi sai. But Jesus took that opportunity to help that robber. Nhưng Chúa Giêsu đã lấy cơ hội để giúp cái tên cướp ở phía bên tay phải mình. We should do the same when we go through the struggles we may have. Don't forget to look around. Cũng vậy, trong hoàn cảnh khó, chúng ta không nên nhìn hướng nội nhiều quá, nhưng phải nhìn ra và giúp đỡ những người khác. That will help give us a better perspective on our own problem too. Điều này sẽ cho chúng ta có một cái nhìn rộng rãi hơn trong hoàn cảnh khó khăn. It will help us to remember that, you know, ours is different, but others also have tough situations too. Những khó khăn mà chúng ta có thì khác, nhưng mà những người khác thì cũng cần cái sự giúp đỡ trong khó khăn. Number three, be sure that you're taking care of those closest to you. Cái điều thứ ba đó là chúng ta cần quan tâm, chăm sóc với những người lân cận, là những người thân thương của mình. John 19:26-27 says, "Dear woman, here's your son." And then Jesus said to John, "Here's your mother." Giăng đoạn 19 câu 26-27. Hỡi người đàn bà kia, đó là con trai của ngươi. Đó là mẹ ngươi. Jesus, even while he was on the cross, made sure that his mom was taken care of. Khi Chúa Giêsu ở trên thập tự giá thì ngài cũng muốn an bài những điều cần thiết để mẹ phần xác của ngài là Mary được chăm sóc. When we're going through some challenges, sometimes it's easiest to neglect the people around us. Trong hoàn cảnh khó, chúng ta cũng dễ lãng quên những người thân và những người lân cận bên mình. And unfortunately, we end up neglecting our spouses or our children. They're the first ones. Có thể nói rằng có những người đã quên đi những người lân cận của mình như là vợ hoặc chồng, là con hay là con cái của mình. You know, we treat people at work or at school well, but then we go home and we dump on our family. Một số thì là đối đãi với người ngoài như là người làm việc cộng sự chung,
hay là những người bạn hữu thật là tốt nhưng lại quên lãng đi trách nhiệm của mình đối với gia đình. Now, you know, perhaps it's because you know we feel that the people in our family need should understand us the most, but sometimes what we do is instead of loving on them, we put these high expectations on them that they need to know ahead of time, and because we never shared or never asked them, you know, it's unfair to them. Có những cái hoàn cảnh chúng ta mong những cái điều mà người của trong gia đình cần phải làm, nhưng chúng ta không có làm một cái điều đó là có sự liên hệ và san sẻ những cái điều mình cần cho họ. This is one of the things I struggled with when I was first married, and I still I've gotten a lot better, but I still deal with this, and there's some things that you know we've had to do in our marriage to help help us through this. What's that? That you know this is something that I had this is something that I had to work on early in my marriage. Đây là một những điều mà tôi cần làm việc làm nỗ lực ở trong cái hôn nhân của tôi trong những ngày đầu tiên. And even now, you know, once in a while I have to be reminded that my family is not where I dump on them, right? My family is the safe place. I should love on them. I should love on my wife. I should be patient with them. Bây giờ tôi nhìn thấy điều này đó là đối với vấn đề gia đình thì tôi phải cần quan tâm chăm sóc vì đây là những người quan tâm cho tôi. You see here Jesus didn't just say tell his mom, "Woman, you already know I'm on the cross, I'm going to die here." Chúa Giêsu không phản ứng như chúng ta thấy nhiều người làm đó là bà thấy chưa, tôi đang bị treo thân ở trên thập tự giá. Just take care of yourself, mom. Mom, tự mình, mẹ ơi, tự mình chăm sóc cho mình. Jesus looked and said, "John, take care of my mom." Nhưng Chúa Giêsu không làm điều đó. Ngài nói với dân rằng hãy chăm sóc cho mẹ phần xác. When we're going through trials, make sure our loved ones are taken care of. Khi chúng ta ở trong cái hoàn cảnh khó, cũng phải rõ ràng trong vấn đề là chăm sóc cho những người thân. The fourth thing we can learn from Jesus: realize that until you get to heaven, there are some things you will never understand. Điều thứ tư đó là mình phải cần nhận biết rằng có những điều mình không bao giờ hiểu được cho tới khi chúng ta lên thiên đàng. When Jesus said, my God, why have you forsaken me? He was sharing a raw emotion. Trong Matthew đoạn 27 câu 46, Chúa nói rằng, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? When you're going through situations, you may even second guess yourself, or you may question if you did something wrong. Khi chúng ta ở trong nghịch cảnh thì đôi lúc mình lại lầm bầm hay là nói với mình những điều khác đó là tôi có thể đang làm điều gì đó sai trái mà mang đến cái kết quả này. Like even maybe you're like me where somebody does something and you don't understand why they did it. Giống như tôi, có những người họ làm cái điều gì đó sai trật cho tôi thì tôi đặt câu hỏi là tại sao họ làm điều đó. Like in my mind I can't understand why someone would do that. Trong tâm trí của tôi đó là tại sao họ làm điều đó. And so I struggled with that. I was like, why? Why would someone do that? That does not make sense. Tôi giật lộn với những điều này. Tại sao? Tại sao? Những điều này lại xảy ra. And at times there are things that people will do or that you will face and we just can't understand and we have to trust God with it. Có những điều xảy ra mà chúng ta không biết và chúng ta phải tin cậy Ngài. There are deaths that we've seen or there will be children who die early. Things that take place that we cannot understand. Có những điều chúng ta thấy như là đứa trẻ chết sớm quá hay những nghịch cảnh mà chúng ta cũng không hiểu được. We're not going to understand it. We just have to say, God, I don't understand it, but I trust you. Điều chúng ta làm đó là, Chúa ơi, con không hiểu nhưng mà con tin cậy nơi Ngài. Corinthians 13:12 tells us, "For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I shall know just as I am also known." Cô-rinh-tô đoạn 13 câu 12. Vì hiện nay chúng ta chỉ thấy mập mờ qua gương, đến bây giờ chúng ta sẽ thấy tận mặt. Bây giờ chúng ta chỉ hiểu biết một phần, đến bây giờ chúng ta sẽ biết hoàn toàn như Chúa biết chúng ta vậy. We see dimly, we may understand, but we don't know everything. So we just have to say, God, when I see you face to face, I'm going to ask you this question. It's okay, we can have these questions ready. Chúng ta nhìn thấy hoàn cảnh rất là mập mờ. Thành thử chúng ta cần phải đặt niềm tin nơi Chúa và tin cậy Ngài sẽ làm những điều còn lại. Thank God. And number five, be human enough to acknowledge your need. Điều thứ năm đó là chúng ta phải trở lại với cái cảm nhận mình là con người và nhận biết những nhu cầu của mình. In John 19:28-29 says, later, knowing
that all was completed and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. And that's when that jar of wine vinegar was there. So they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of the hyssop plant and lifted it up to Jesus' lips. Giăng đoạn 19 câu 28-29. Thế Chúa Giêsu biết mọi việc đã hoàn tất để ứng nghiệm kinh thánh thì bảo ta khát. Tại đó có một cái bình đầy giấm, nên người ta lấy một miếng bọt biển nhúng giấm, gắn vào đầu một cành bài hương đưa lên tận miệng Ngài. Sometimes we just need to acknowledge our need. Đôi lúc chúng ta phải nhận biết mình có nhu cầu. And we need to tell those closest to us about it. Chúng ta cần phải san sẻ điều đó với những người thân thương của mình. Maybe you tell your spouse. Có thể là người phối ngẫu. Maybe a sister in the Lord. Có thể là một anh em trong Chúa. Your pastor. Cho pastor. Mục sư của mình. Share with others the burden that you have. Mình hãy san sẻ những gánh nặng của mình. You know, sometimes it's just a matter of sitting down and just sharing that you're struggling with something. Đôi lúc chỉ là một việc đơn giản ngồi xuống và san sẻ những nhu cầu đó. How else is someone going to pray for you? Làm sao họ có thể biết và cầu thay cho mình? One thing that I've been working with my wife is learning to communicate how I feel. Một điều mà tôi học được từ nơi vợ tôi đó là phải nói chuyện và tiếp cận với người thân cận để nói cái cảm xúc của mình. Growing up, it was very hard to share our emotions sometimes. Khi chúng ta trưởng thành thì rất khó để san sẻ những cái cảm xúc. You know, there were three other boys in the house, we just fight or yell, throw things, and that was about it. Với những anh em ở trong gia đình thì cái điều mà lớn lên chỉ là ẩu đả và đánh nhau. You can't do that now. You're 40, 30, 40 years old. You can't throw things around and hope to communicate something. Nhưng 30-40 năm sau thì không thể như vậy được. Chúng ta cần phải có sự thông công. One of the things I learned with my wife is I can't expect her to read my mind. I have to tell her. And in the same way, I can't expect Anh Khương Hoàng to know what I'm thinking. I need to tell him. Điều mà tôi muốn nói với vợ tôi đó là tôi không thể nào hiểu được ý vợ tôi cho tới khi nàng san sẻ những cái điều ở trong lòng, cũng như là tôi phải nói chuyện với anh Khương Hoàng, anh Hoàng nói chuyện với tôi. One of the more meaningful things that that blessed me when my father passed away that was that night a few brothers at church just came and sat. They didn't tell me anything, they just sat with me. Tôi nhớ một cái ngày mà khi cha tôi qua đời thì có một nhóm những người bạn thanh niên của tôi, điều họ đến yên ủi tôi đó là họ đến và ngồi gần tôi, không nói điều chi. They didn't say, you know, Jesus is with you. Họ không dỗ dài tôi và nói rằng Chúa Giêsu đang ở với ông. They didn't say, God bless you, Holy Spirit be upon you, fire. Họ không nói rằng Đức Thánh Linh đang ở với ông, hãy nóng cháy cho Ngài. They just sat. Họ chỉ ngồi đó. Sometimes we don't have to say, we don't have to find out all these Christian words. We just sit with someone and. Đôi lúc chúng ta không cần phải nói những cái lời sáo ngữ của Cơ Đốc nhân, nhưng chỉ cần sự hiện diện và ngồi đó. We are humans, aren't we? Chúng ta là con người, phải không? Amen. Amen. Number six, be assured there is a purpose and an end. Cũng hãy nhớ rằng trong hoạn nạn nó có một cái lý do, có cái ý định và nó cũng sẽ có một cái ngày chấm dứt. We can be assured that God assures us that He can redeem our troubles. Hãy nhớ rằng Chúa cũng có thể phục hồi chúng ta. 2 Corinthians chapter 16 to 17 says, therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day to day. For our light affliction, which is but a moment, is working for us far more exceeding an eternal weight of glory. Corinto thứ nhì đoạn 4 câu 16-17. Cho nên chúng tôi không nản lòng, trái lại dầu con người bên ngoài của chúng tôi bị suy tàn, nhưng con người bên trong chúng tôi cứ đổi mới mỗi ngày. Vì hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng tôi đem lại cho chúng tôi vinh quang vô hạn đời đời, không gì sánh được. God assures us He will give purpose to and an end to our situation. God will give a purpose and an end to our situation. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời khi cho hoạn nạn, khi để cho phép hoạn nạn đến thì cho nó có một cái ý định và nó có một cái ngày chấm dứt. He can give purpose and cause it for our benefit. Ngài làm điều đó vì cái ích lợi của chúng ta. It was not God's plan to hurt us. Ý của Chúa, cái kế hoạch của Chúa không để làm tổn thương chúng ta. It was not God's plan to put to cause us certain trials. Ý định của Chúa không tạo những cái sóng gió trong cuộc đời chúng ta.
But God can redeem it for our benefit. Nhưng mà Chúa có thể dùng nó để phục hồi đời sống của chúng ta. The enemy Satan, he may try many things to wreck your life, but God can redeem it for a purpose. Kẻ thù dùng nó để hủy hoại cuộc sống của chúng ta, nhưng Ngài dùng để phục hồi những gì chúng ta có trong Chúa. God can put purpose to your struggle, and God can put an end date to it as well. Ngài có thể dùng những cái điều đó để có một ý nghĩa, một cái ý định của Ngài, và Ngài cũng có cái ngày chấm dứt cho những cái hoạn nạn đó. You may be going through something tough, but I just want to encourage you this morning that it has an expiration date. Các bạn có thể đang ở trong hoàn cảnh khó, nhưng những hoàn cảnh không kể là thứ gì, nó đều có cái ngày chấm There dứt. Is an end to that struggle. Luôn luôn có cái ngày chấm dứt cho những cái sự vật lộn này. And God will make it worth your while. Và Chúa sẽ khiến nó tốt đẹp. Finally, surrender your day to God and let it go. Điều cần cuối cùng đó là chúng ta cần phải dâng cuộc đời của mình cho Chúa. Luke 23:46. Luca đoạn 23:46. Father, into your hands I commit my spirit. Lạy Cha, con xin giao thác linh hồn con ở trong tay Chúa. Jesus gives the Father his spirit so that he can move on to the next phase of his life. Chúa Giêsu đã dâng linh hồn mình cho Chúa Cha. Jesus gave himself to God, and it's a reminder that we need to just give God our day or whatever it is we have. Chúa Giêsu đã phó cuộc đời của mình trong tay Cha, thì chúng ta cũng làm điều đó. Maybe today you've come here, and maybe in the last few months or weeks or years, you've been dealing with some challenges and some struggles in your life. Quý anh bạn, chị em, hội thánh có thể đang ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, đang đối diện với nó nhiều ngày, nhiều tháng. I want to remind you today that you can look to Jesus. Tôi nhắc nhở quý hội thánh rằng hãy dâng cái điều đó cho Chúa. Jesus was sent on our behalf to help us. Chúa đang làm điều đó, Chúa Giêsu làm điều đó thay cho chúng ta. Not only that, but today he sits on the right hand side of the Father, which means that because of that, we have his Holy Spirit. Điều mà Chúa Giêsu làm đó là Ngài ngồi bên hữu Chúa Cha và cầu thay cho chúng ta. Chúng ta có Thánh Linh ở trong đời sống mình. Being on the right hand side of the Father enables us to have the Holy Spirit. Ngài ngồi ở bên hữu Chúa Cha để chúng ta có Thánh Linh của Ngài ở trong lòng mình. The Holy Spirit will tell us the thoughts of God. The Holy Spirit will tell us the thoughts of God the Father. Đức Thánh Linh thì nhắc nhở chúng ta về ý tưởng của Chúa Cha. The Holy Spirit will empower us to do his work on this earth. Chính Thánh Linh ban cho chúng ta năng quyền để làm công việc Ngài trên đất. Not only that, but the Holy Spirit will work on our behalf in the life of others or other situations as well. Ngài cũng dùng chúng ta để làm việc trên những người khác nữa. So when you come to know Christ, he not only helps you, but he also works in other people's lives to help you too. Thánh Linh đến, Ngài không những chỉ là ban phước và giúp đỡ chúng ta, nhưng chúng ta được Chúa Thánh Linh dùng để trở nên cánh tay nối dài của Đức Chúa Trời but cho những người cần. You have got to give it back to God. Chúng ta cần phải dâng cuộc đời mình lại cho Chúa. You have to give the burdens you have to God. Những gánh nặng của mình dâng lên cho Chúa. You remember I shared the story of the customized boots that allowed me to climb on trees? Một bài giảng trước tôi có nói với quý vị về cái giày cao su. I shared with you that if you go to Walmart, you can buy just a generic pair of boots, but these rubber boots, they're very hard to use because they're not made for your legs that well. Bạn có thể mua cái đôi giày bằng cao su đó, nhưng mà nó quá rộng mà không vừa và rất là khó khăn khi làm việc. But my brother-in-law bought me a customized pair of hunting boots that felt so natural that when I walk, I was able to walk further. I was able to do things faster and it had no pain to it. Nhưng anh rể của tôi thì cho tôi một đôi giày rất là vừa vặn, và cái đôi giày đó có thể giúp tôi làm việc. It became a part of me where I was able to climb a tree and go hunting. Tôi có thể dùng nó và nó rất là vừa vặn, tôi có thể bước đi làm việc hoặc leo cây nữa. Whereas the other shoe, I was able to do some things, but I couldn't do everything that I could do. Nhưng cái đôi giày mà không vừa vặn mà mua ở một cái chỗ không có vừa cho tôi đó, thì không thể làm được gì hết. But the customized shoes, I was able to use it, and it made me more effective and efficient. Nhưng cái đôi giày mà đã vừa vặn cho tôi thì tôi có thể làm rất là nhiều việc. God wants us to take on, Jesus wants us to take on the yoke that he has, customized for us, not the yoke that we can't carry for ourselves. Cũng vậy, Chúa Giêsu tạo nên một cái ách rất là vừa vặn để chúng ta hiệu quả cho Ngài. Maybe today you're carrying a burden
or unforgiveness that you're not meant to handle. Có thể ngày hôm nay một số người trong chúng ta mang cái ách của sự không tha thứ. And that unforgiveness is heavy. You cannot carry that. Cái sự không tha thứ trở nên một cái gánh nặng. You have to let that go. Quý vị cần để những điều này hãy tống khứ you nó have đi. To choose to forgive. Chọn tha thứ. Don't wait for shaking or whatever. You, when you hear God's truth, you respond to it. That is to forgive and let it go. Đừng đợi tới lúc mình cần có một cái ngày phấn hưng nhưng mà phải làm điều đó. Don't wait for a revival conference to get prayed for to forgive. Đừng có chờ đợi cho tới một ngày nào đó được cầu nguyện. Don't even wait for Pastor Khan next week. You need to do it now. Đừng có đợi cho tới tuần sau khi mục sư Khánh trở về nhưng mà hãy làm quyết định đó ngày God hôm nay. Wants you to experience freedom now. Chúa muốn các bạn được sự tự do ngay lúc này. In the name of Jesus, receive freedom now. Trong danh Chúa Giêsu hãy nhận sự tự do đó ngay it lúc này. It is yours because Jesus did it for you. Sự tự do này thuộc về các bạn, hãy tiếp nhận vì đó đến từ nơi Chúa Giêsu. He has come to help us. Ngài đến để giúp đỡ chúng ta. And he set the example for us. Ngài đã làm thí dụ cho chúng ta. So that even if we're going through trial, we can walk in confidence. Ngay cả khi chúng ta bước qua những giông tố thì chúng ta có thể tin tưởng. Because we know that he can turn it for our benefit. Vì tin rằng những điều khó khăn đó Chúa cũng khiến nó trở nên ích lợi cho chúng ta. Give your burdens to him. Hãy trút bỏ những cái gánh nặng đó. One more thing. Một điều nữa. I know maybe some of you, maybe you made some promises to God at Đại Hội or at a conference, wherever it is. Có thể lắm một ai trong chúng ta đây làm những lời hứa của mình với Chúa. Maybe you feel discouraged because you have not been able to keep up with it. Có thể bị trùng lòng vì không thể làm được cái điều mình hứa. And the devil knows it, so he's been condemning you for not being able to do it. Và ma quỷ biết điều đó và nó lên án. And maybe today what you need is a modification of that promise. Ngày hôm nay điều có thể làm đó là mình phải điều chỉnh lại. Lately on the news they tell you that the government has something called loan modification where you can pay less and owe less to the mortgage company. Có thể lắm đó là một cái ý tưởng là mình đã làm một cái một cái điều gì đó mình đã nói với Chúa nhưng không làm được rồi mình thương thuyết với Ngài. Maybe you made a promise that you have not been able to keep. Có thể là một lời hứa mà không giữ được. Today is half year already. It's half the year, right? Bây giờ thì đã hơn 6 tháng rồi. Maybe divide it in half. Có thể chia điều đó ra phần nữa. Or maybe what you need to do is just come to God and say, God, I have not been able to fulfill my promise to you, but I would like to bring a new one. I would like to, God, release me from that old one and let me make this new one with you. Có thể lắm là chúng ta cần đến với Chúa, xin Chúa Ngài khai phóng và bỏ đi cái điều con không thể làm được và giúp con hiểu được cái ý định và cần làm theo như một cái điều mà con có thể làm. Maybe you promised God that you would spend a certain amount of time or that you would give a certain amount of money and you're not able to fulfill it. So just say, God, please release me from it. I want to give you a new commitment right now. Có thể lắm là một lời hứa gì sự dâng hiến mà không thể làm được thì có thể xin Chúa và giúp đỡ để con có thể làm được một cái sự dâng hiến mới. We are his sons and daughters. He doesn't want us to live with the yoke of death. Chúa là Ngài là Chúa của chúng ta. Chúa Ngài không muốn chúng ta sống ở trong cái một cái sự thiếu thốn. He's not going to hold us to something that we can't do. Ngài không muốn giữ lấy những gì mà chúng ta không làm được. I know someone who will, who wants to hold you to something you can't do. Tôi biết có một người muốn giữ lại những gì mà quý vị hứa mà không làm được. That's your enemy, the devil. Đó là kẻ thù của chúng ta, đó là ma quỷ. He wants to keep on saying, oh, you are such a bad Christian, you can't do it. Nó sẽ rỉ tai và nói rằng đây là một cơ đốc nhân xấu xa không làm được. But today, make the decision. Say, come to the Father, say, Father, I have failed at this, but I want to ask for your forgiveness, and here's what I can do. Help me. Điều mà chúng ta có thể làm đến với Chúa, xin Chúa tha thứ với những cái lỗi lầm và xin Chúa giúp con, ban cho con khả năng và năng lực để làm điều mà con có thể làm. Will you please rise with me? Xin chúng ta cùng đứng lên. I'm going to close out the service. So for those of you who need to head on over to CLC, of course, please stay back for our meal. But I want to spend some time praying for people as well if there's prayers needed. Sau giờ này khi cầu nguyện thì kết thúc buổi nhóm. Ai cần thì có thể đi qua bên phòng ăn. Còn ai cần sự cầu nguyện thì có thể ở lại và nhận sự cầu nguyện. If you need to leave, please do so quietly. Nếu cần phải rời thì xin rời căn phòng cách yên lặng. For everyone else, maybe there's something that you need to deal with. Remain where you are.
Với những ai cần đối diện với chính mình để đến với Chúa thì xin ở tại đây. For those of you online, the same way, we're going to cut the service for you so you can deal with certain things or if you need to go, but if you need to stay, may God be with you. Cũng vậy đối với những ai đang ở trên mạng, nếu cần làm điều chi hay là không cần phải nán lại trong thời giờ này thì cũng có thể chấm dứt cái thời giờ. I'm going to pray for the service, but those of you who still feel like, you know, the Lord is speaking to you, just stay there, okay? God, we thank you. May you be exalted in all that we do. Là Chúa xin Ngài cứ tiếp tục được nâng cao, được được vinh hiển. Thank you for the example of these great giants. Cảm ơn Chúa với những bài học về những người vĩ đại. I pray that among here there will be great giants of the faith as well. Cầu nguyện cho những người này cũng trở nên những người hùng của đức tin. Help us to honor you. Xin Chúa giúp chúng con tôn trọng Ngài. Help us to share with others. Giúp chúng con san sẻ với những người khác. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. For those of you, the Lord is speaking to you. I want to ask you, whatever burden it is, or if it's unforgiveness that you just want to address it, if you want to respond to the message that is shared here, whether it is you have an unforgiveness issue or a challenge that God has for you and you have not been able to do and you need prayer, please come up to my left hand side. Với những ai cần có những nhu cầu cầu nguyện như là sự không tha thứ hay là những cái nan đề khác thì cứ đến và bước qua phía bên tay trái của tôi. Or if you just need prayer for anything general, please come on up and just fill up here. Hoặc là cần những nhu cầu cầu nguyện khác nhau thì có thể đến và cầu nguyện. If you need prayer for physical healing, then please come to my far right and we'll have other people pray for you as well. Những ai cần sự chữa lành thì xin bước qua phía bên tay phải của tôi. So let's do that. If you will, just come on up and I'll pray with you. And God bless everyone else. Chúa ban phước. Những ai cần đi thì đi. Và những ai cần sự cầu nguyện xin tiến lên.